Nguyễn Ngọc Minh Huy, sinh 27 tháng 9 năm 1988, thường được biết đến nhiều hơn với nghệ danh Wow. Anh là một trong những rapper tiên phong ở miền Nam khi bắt đầu hoạt động trong nhóm Sao Gang năm 2006, vô cùng nổi tiếng trong giới underground, được nhiều thế hệ rap trẻ kính nể. Nhìn bề ngoài có vẻ cục súc, ngông và lạnh lùng, nhưng nội tâm bên trong anh lại là người rất bản lĩnh, sâu sắc và khá lầy lội. Từ nhỏ ba mẹ anh đã không sống cùng con của mình mà họ phải đi làm ăn xa. Anh và em trai mình đã sống nương nhờ dì cậu tại quận 5, trong một khu phố nghèo, nhiều tệ nạn. Có lẽ với việc sớm tiếp xúc với cuộc sống đa dạng, phong phú ấy đã tôi luyện tâm hồn, cách sống của anh rất nhiều, giúp anh đầy vẻ bụi bặm và chất riêng đường phố như hiện tại. Tiếp cận hip hop từ rất sớm và đã dự thi các sự kiện, hoạt động văn hóa đường phố khác như breakdance, vẽ graffiti trước khi đến với rap. Một số tác phẩm graffiti của anh đã từng được triển lãm ở Việt Nam, Thượng Hải, Singapore. Tham gia nhóm Sao Gang rồi sau đó bắt đầu ra solo năm 2008. Năm 2010, tên tuổi anh bắt đầu được chú ý khi kết hợp cùng Karik ra mắt hai ca khúc Hai Thế Giới và Khu Tao Sống. Sau khi Karik tách ra để chuyển sang dòng nhạc chính thống, anh đã thực hiện nhiều dự án nghệ thuật mà tiêu biểu nhất là dự án lưu diễn nhạc rap kết hợp nghệ thuật siêu thực live. Đây cũng là thời điểm anh giới thiệu ca khúc rap mang âm hưởng Phật giáo được yêu thích nhất, Bút Điếu, gắn liền với tên tuổi của anh cùng với biệt danh Lão Đại. Năm 2013, Wow. Na, Minh Kiên là ba rapper được trung tâm Làng Văn mời cộng tác. Tuy nhiên, do Làng Văn ngừng sản xuất nhạc nên hai bên đã chấm dứt hợp đồng. Vào năm 2015, anh trở lại hoạt động âm nhạc độc lập bằng việc ra mắt album Lão Đại và đĩa đơn Kẻ Tội Đồ. Không chỉ hát rap, sáng tác hay vẽ tranh, anh còn lấn sân sang diễn xuất và gặt hái thành công lớn. Có thể nói không có gì mà anh không làm được. Vào năm 2014, Lão Đại thử sức diễn xuất trong bộ phim Đạo Diễn Người Pháp. Bộ phim này đã thành công lớn khi giành 6 giải lớn trong 7 hạng mục tranh giải, riêng anh cũng nhận được giải nam chính xuất sắc nhất. Năm 2016, anh thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Wow. Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực sáng tác, nghệ thuật và giải trí. Năm 2017, anh sáng tác nhạc nền mặt sẹo cho phim điện ảnh Chí Phèo Ngoại Truyện. Đến cuối năm, anh thông báo mình là rapper Việt Nam đầu tiên có nhạc được sử dụng trong phim truyền hình HBO Mỹ, Here and Now. Năm 2018, anh làm giám khảo cuộc thi IO Rap Battle do VTV tổ chức, một trong những sân chơi cho các tài năng trẻ của rap Việt đầu tiên. Sang đến năm 2019, có thể nói là một năm đầy bận rộn với nhiều dự án lớn đối với anh. Anh là rapper Việt Nam đầu tiên có nhạc được đưa vào trong phim truyền hình Here and Now chiếu trên kênh HBO Mỹ. Anh còn đóng vai phản diện trong phim Dòm, bộ phim Việt duy nhất giành giải thưởng cao nhất tại Liên hoan phim quốc tế Busan. Chính ca khúc Chạy Đậm Chất Đường Phố được anh sáng tác vào năm 2012, cũng được sử dụng làm nhạc phim của Dòm và dựng thành MV có bản phối nhạc được thực hiện tại Pháp năm 2020. Anh tham gia chương trình truyền hình Rap Việt với tư cách huấn luyện viên, bên cạnh đó còn có host Trấn Thành, Tuliver, giám khảo Remastic, Justati, ba huấn luyện viên Bình, Karik và Suboy, đang thu hút rất động sự quan tâm của công chúng. Chương trình game show hot nhất Việt Nam 2020, điều này thể hiện được tài năng của anh không hề dừng lại ở một giới hạn nào đó. Anh mê rap và cống hiến hết mình, luôn âm thầm làm việc và sáng tạo nghệ thuật theo cách riêng, độc lập và dị thường. Anh không chỉ được khán giả trong nước yêu thích, được các thế hệ rap trẻ ngưỡng mộ. Danh tiếng của anh còn được công nhận tại nước ngoài khi trang tin quốc tế như Vice của Mỹ dành lời khen ngợi và đánh giá anh là một trong những rapper thành công nhất của Việt Nam, cũng như ưu ái gọi anh là Lão Đại của rap Việt. Trên đây là Tiểu Sư Rapper. Wow. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Mọi ý kiến đóng góp hãy bình luận ở dưới video, chia sẻ, bấm đăng ký kênh ủng hộ kênh và đón xem những video hay ho rap Việt nhé.